Trước tình trạng đồng ruộng khô cháy vì hạn mặn, hàng ngàn hecta lúa có nguy cơ mất trắng, tỉnh Long An quyết định mạo hiểm lấy nước vào kênh rạch giữa lúc độ mặn 2 gram trên lít. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã khảo sát thực tế và có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa và Tân Trụ để tìm giải pháp cứu lúa trước ảnh hưởng gay gắt của hạn mặn. Mặc dù khảo sát tại các cống trên địa bàn huyện Thủ Thừa hiện tại đều cho thấy độ mặn cao hơn mức cho phép, nhưng đây lại là đợt nước duy nhất có khả năng bổ sung vào kênh rạch. Sau khi cân nhắc, suy tính bài toán về hiệu quả kinh tế, Sở Nông nghiệp và hai huyện Thủ Thừa, Tân Trụ thống nhất thực hiện xả cống lấy nước ngay trong ngày 18 tháng 2 ở những nơi có độ mặn 2 gram trên lít như cống Cây Gáo, cống Rạch Đào để tiếp nước cho hệ thống kênh rạch đang cạn kiệt về hạn mặn. Thống nhất là chúng ta phải cho nước vào, nhưng là với điều kiện là giờ là thông báo người dân là không được bơm ngay, là chờ cho chúng tôi đương phối hợp với cái nhà máy nước Vị Thành là xả khoảng bơm từ rạch Chanh qua với lưu lượng là khoảng 20-25.000 mét khối ngày đêm để trung hòa, chừng nào là độ mặn là giảm xuống là dưới 1.5 thì sẽ thông báo cho người dân là tiếp nước. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nước từ Thủ Thừa đã về đến các huyện đầu nguồn của huyện Tân Trụ. Khi nguồn nước lấy từ hệ thống sông Dàm Cỏ vào hòa với nguồn nước ngọt từ cống rạch Chanh bơm tăng cường sẽ trung hòa độ mặn ở mức cho phép, thì có thể sẽ cứu hơn 3.600 hecta lúa đang trong giai đoạn đồng trổ ở Nam Thủ Thừa và huyện Tân Trụ. Tập trung lấy đợt này thì có thể là giải quyết được một phần diện tích ở Tân Trụ. Tôi cho rằng cái việc mà Sở Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ và Thủ Thừa chuyển nước về trong cái đợt này rất là cần thiết. Không đưa vô nó cũng chết, nhưng mà đưa vô thì bây giờ là có những cái diện tích mà tôi nghĩ nếu như mà lúa đã ngâm sữa là nhỏ điều thì có khả năng là nó sẽ vượt qua. Còn dưới đó thì nếu như không có cái con nước thứ hai thì chắc chắn là sẽ bị hư, bị quá trễ. Hiện nay tại các cống đều có người ứng trực 24/24 đo độ mặn thường xuyên mỗi 30 phút một lần để sẵn sàng mở đóng cửa cống kịp thời theo chỉ đạo của ngành nông nghiệp và Ủy ban Nhân dân các huyện. Dự kiến vào ngày mai, ngày 19 tháng 2 tiếp tục có đợt triều cường kém, nếu độ mặn cho phép, Long An vẫn sẽ mở lấy nước. Đây cũng là đợt lấy nước cuối cùng bổ sung vào hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất lúa đông xuân, vì sau đó theo dự báo hạn mặn sẽ diễn ra gay gắt, độ mặn cao và tăng nhanh.